ký tự đặc biệt là sao ví dụ như cái chữ copyright nó là một cái ký tự đặc biệt à, ví dụ mình gõ mở ngoặt xong chữ c xong đóng ngoặt lại thì nó ra cái, cái hình ví dụ như mở ngoặt tm đóng ngoặt đây là thực ra cái chữ c này hoặc là cái chữ tm này là một cái ký tự nhưng mà bình thường trên bàn phím không có nên mình phải gõ vào còn những cái ký tự mà không gõ được thì sao mình sẽ vào insert symbol, insert có nghĩa là thêm. ví dụ như tôi muốn thêm hình thì tôi vô insert picture. tôi muốn thêm ký tự insert symbol có nghĩa là mình định nghĩa trong đầu mình muốn thêm cái gì đó, muốn chèn một cái gì đó thì vô insert, insert symbol. insert symbol thì nó sẽ hiện ra những cái ký tự để cho mình chọn. ví dụ như hình euro, đây có những cái yên này, tm cái chữ tm à, pi này là omega cái này là ký tự à, tính tổng cái này là hình mặt cười cái này là những cái cơ bản thôi nhấn nút mo để thêm ra nhiều hơn nữa đây là những cái ký tự thực ra mình có thể chọn cái phong chữ như hôm bài trước mình có nói phong chữ windin chẳng hạn vậy phong chữ Winding là một cái phong chữ nhưng mà nó chứa những cái hình vẽ để mình xài ví dụ như tôi muốn chèn cái hình cái điện thoại, tôi sẽ chèn cái hình điện thoại vào, tôi chèn cái hình con chuột này, nó nhấn đúp vào nó là được. như vậy là chèn, insert, symbol để chèn ký tự.